Thưa quý vị khán giả, vào tối qua, tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được khai mạc. Bộ phim tài liệu Hùng ca Điện Biên Phủ hoàn thành đầu năm nay được lựa chọn để trình chiếu mở màn. Ngoài ra có 3 bộ phim tài liệu là Cột mốc vàng Điện Biên Phủ, Nhìn lại Điện Biên Phủ, Trận quyết chiến lịch sử. 4 bộ phim điện ảnh bao gồm Hoa ban đỏ, Đào, Phở và Piano, Sống cùng lịch sử và Ký ức Điện Biên cũng được trình chiếu trong tuần phim, nhằm giúp khán giả nhìn lại chiến thắng oai hùng của quân và dân ta trên chiến trường Điện Biên. Tuần phim diễn ra tới ngày 6 tháng 5 tại rạp phim điện ảnh quân đội. Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vào tối qua, sự kiện trình chiếu bức tranh chiến thắng Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D đã diễn ra tại Tượng đài Cảm Tử, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là tác phẩm nghệ thuật đồ sộ với diện tích hơn 3.000 m², được 200 họa sĩ khắc họa rõ nét 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cương vắt của quân và dân ta để làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chương trình trình chiếu 3D mapping gồm 4 trường đoạn: toàn dân ra trận, khúc dạo đầu hùng tráng, cuộc đối đầu lịch sử và khúc khải hoàn mừng chiến thắng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 5 tháng 5. Ngày mai 5 tháng 5, bộ tem đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành. Bộ tem được thiết kế gồm 4 mẫu, tạo sự liên hoàn như một pho sử, sắp xếp và miêu tả thứ tự từ quá khứ hào hùng cho đến tương lai tươi sáng của Điện Biên Phủ nói riêng và của đất nước nói chung. Bối cảnh xuyên suốt toàn bộ tem là cảnh lòng chào Điện Biên từ quá khứ đến đổi mới và phát triển. Lễ meeting diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức trang trọng và quy mô vào sáng ngày thứ Ba, 7 tháng 5 tại Điện Biên. Vâng, và để buổi đại lễ có thể thành công tốt đẹp thì công tác đảm bảo thông tin truyền hình hậu cần cho các lực lượng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hiện tại thì các lực lượng đang khẩn trương hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo nhất cho buổi lễ chính thức. Trung tâm điều hành thông tin liên lạc này được Lữ đoàn 139 lắp đặt, phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Xung quanh các khu vực diễn ra lễ kỷ niệm và lực lượng diễu binh diễu hành đi qua, hệ thống camera IP và camera cơ động đã được hoàn thiện đầy đủ. Chúng tôi đã triển khai hơn 20 km cáp quang, 26 điểm cam IP, 22 điểm cam cơ động, hệ thống thông tin liên lạc thường xuyên cho 3 sở chỉ huy. Một là sở chỉ huy phía trước của bộ, hai là sở chỉ huy liên hiệp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, ba là sở chỉ huy diễu binh diễu hành và một trung tâm truyền hình tại trung tâm sân vận động thành phố Điện Biên để bảo đảm truyền hình. Thời tiết tỉnh Điện Biên những ngày qua luôn nắng nóng gay gắt, do đó cục quân y thường xuyên tăng cường các buổi kiểm tra như thế này. Bên cạnh đó, cục quân y còn chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh nhằm duy trì nền tảng thế lực tốt cho lực lượng diễu binh diễu hành. Thì chúng tôi cũng tham gia rất là chặt chẽ vào những việc giám sát cái nguồn gốc xuất xứ của các cái nguồn lương thực thực phẩm, rồi triển khai các cái biện pháp về xét nghiệm các cái nguồn thực phẩm mà chúng ta nhập vào để sử dụng cho bộ đội. Yêu cầu các đơn vị và đặc biệt là lực lượng quân y phối hợp với quân nhu thực hiện nghiêm các cái quy định về kiểm thực 3 bước: trước chế biến, trong chế biến và sau chế biến. Ngày đại lễ đang đến rất gần. Với việc làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó có bảo đảm thông tin, truyền hình, quân y là yếu tố quan trọng, góp phần cho ngày đại lễ thành công tốt đẹp. Từ nay đến ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khu vực Điện Biên Phủ sẽ thường xuyên có mưa dông. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó từ ngày mai đến ngày 7 tháng 5, xác suất mưa cao trên 70%. Ban ngày trời nắng, riêng hôm nay và ngày mai có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C. Ngày 6 đến ngày 7 tháng 5, nhiệt độ giảm xuống còn 32 đến 33 độ C. Ban ngày trời nóng, còn ban đêm trời lạnh, 20 đến 21 độ C. Vâng, có thể thấy là thời tiết Điện Biên những ngày tới thì cũng có sự biến động khá là lớn. Đặc biệt là về nhiệt độ thì chênh lệch ngày và đêm rất là lớn, trên 10 độ C. Vì thế mà quý vị khi có kế hoạch đến Điện Biên Phủ những ngày này thì chú ý là mang theo trang phục, mang cả áo khoác nhẹ để không bị lạnh về đêm và sáng sớm ạ. Vâng ạ, thời tiết có phần se lạnh, còn không khí ở các bản làng ở Điện Biên lúc này vô cùng sôi động. Rất nhiều đoàn khách tham quan từ mọi miền Tổ quốc trở về đây. Khu di tích lịch sử Mường Phăng nằm trên địa bàn xã Mường Phăng đã trở thành địa chỉ đỏ đón chân du khách gần xa.
Vâng, và từ quá khứ hào hùng, Mường Phăng đã có một hành trình đầy tự hào đi từ xã kháng chiến năm xưa đến xã nông thôn mới ngày nay. Sự đổi thay của mảnh đất lịch sử này chính là hành trình tiếp nối quá khứ hào hùng của dân tộc ta. Vinh quang thay đất Mường Phăng, có đồi đại tướng, có hầm chỉ huy. Câu thơ đã đi vào đời sống của người dân khi cách đây 70 năm, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã lựa chọn đóng trên địa bàn xã Mường Phăng. Những ngày gần kề dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khu di tích đón hàng trăm lượt khách. Mỗi lần đến đây, ông Biên không khỏi bùi ngùi nhớ về cha mình trong những năm tháng hoạt động cùng Ủy ban Kháng chiến giúp việc cho Sở Chỉ huy. Đi vào trong bản vẫn làm ăn bình thường thôi. Thế nhưng mà trong khi đó thì vẫn có tình hình gì phải báo cho đại tướng. 12 lán trại và hệ thống hầm hào của Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ được nằm trọn trong cánh rừng Mường Phăng. Không chỉ được rừng che chở mà mỗi người dân ở đây còn là những cánh tay nối dài giúp cho Sở Chỉ huy về vấn đề thông tin liên lạc. Có thể nói trong chiến tranh, xã Mường Phăng là trái tim của chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn ngày nay, xã đã vươn lên trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Công trình xây dựng hồ chứa nước Lọng Luông hoàn thành năm 2013 vẫn được bà con gọi bằng cái tên dân dã là Hồ Bác Giáp, đã trở thành động lực phát triển. Không chỉ cung cấp nước cho 26 thôn bản của xã, mà 120 hectare lúa một vụ đã chuyển sang làm hai vụ. Năng suất lúa đạt 60 tạ trên hectare là con số trước đây nằm mơ. Từ đây, địa phương mở rộng cơ cấu kinh tế, gắn du lịch lịch sử với du lịch cộng đồng. Đến nay, xã đã xây dựng được hai bản du lịch cộng đồng, thu hút cả đồng bào Thái và đồng bào Mông tham gia. Bây giờ mình có thể tiếp đến 20 đến 21 luồng. Nếu nhà mình không chứa được thì mình có thể san sẻ cho những hộ làm muốn làm du lịch. Hướng đi của chúng tôi là nếu là có cả một nhóm hộ làm thì phải tuyên truyền vận động cả cộng đồng cùng tham gia làm du lịch thì mới bền vững được. Hiện nay trên địa bàn xã chỉ còn 4 hộ nghèo. Mục tiêu năm nay xã Mường Phăng không còn hộ nghèo. Những con đường lớn dẫn đến di tích thì cũng mở ra con đường mới phát triển khi nhiều nông sản đặc sản trở thành hàng hóa giúp bà con làm giàu. Năm 2018, xã Mường Phăng về đích nông thôn mới. Sự đổi thay của mảnh đất lịch sử này là hành trình tiếp nối quá khứ hào hùng của dân tộc.